Thưa quý vị, nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ, thời gian qua đoàn thanh niên các cấp tại thành phố Đà Nẵng cũng đã đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thanh thiếu niên. Trong bối cảnh hiện nay, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đoàn được xem là xu hướng nhằm đáp ứng yêu cầu và thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Tận dụng ưu thế nhanh nhạy về công nghệ của người trẻ, các cấp cơ sở đoàn tại địa phương đã huy động nguồn lực trong thanh niên nhằm số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Gọi là một cách để ứng dụng cái công nghệ số hóa vào trong lịch sử, vừa là có thể giúp cho sự lan tỏa trong đoàn viên thanh niên ngày càng rộng rãi hơn, làm mà quảng bá văn hóa. Đến nay, đã có 74 trên 86 địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố được số hóa thông qua các mã QR bằng hai ngôn ngữ Việt Anh. Đây cũng được xem là cách phát huy hiệu quả năng lực trí tuệ của thanh niên vào quá trình chuyển đổi số, cũng như thu hút ngày càng nhiều thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu về giá trị các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương. Từ đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, phát huy truyền thống quê hương. Thế hệ trẻ thì cũng thường xuyên tổ chức những cái hoạt động tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên đến với nghĩa trũng. Thời gian qua thì đoàn thanh niên quận đoàn Cẩm Lệ cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động, trong đó hoạt động thì đã cho các bạn tổ chức cái số hóa các địa chỉ đỏ, trong đó có cái nghĩa trũng Hòa Vang, và qua các hoạt động này cũng đã tuyên truyền được nhiều hơn cho các bạn đoàn viên thanh niên về cái truyền thống yêu nước. Thông qua cái sản phẩm về số hóa này thì các bạn sẽ được tìm hiểu, các bạn được có được rất là nhiều thông tin về cái địa chỉ đỏ của địa bàn thành phố. Qua đó thì các bạn cũng sẽ trau dồi và nâng cao hơn nữa về cái lý tưởng cách mạng của mình, cũng như là nâng cao hơn nữa cái tình yêu quê hương đất nước. Có thể nói giáo dục đạo đức, lối sống, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, qua đó nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp bộ đoàn tại Đà Nẵng cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Thời gian đến, thành đoàn Đà Nẵng tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình giáo dục đã phát huy hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động về nguồn, giao lưu, nhân chứng lịch sử, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa địa phương. Thông qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ, sống có lý tưởng và trách nhiệm.